Như các bạn cũng đã biết thì bình thường khi chúng ta muốn đăng video lên YouTube thì các bạn có thể đăng video dài, đăng video ngắn, tùy ý của mình. Nhưng mà dạo gần đây YouTube nó có ra một cái thể loại thử nghiệm, đó là video ngắn. Các bạn có thể tạo video từ 15 giây cho đến tối đa là 60 giây. Đó, giống hệt trên TikTok luôn. Các bạn có thể lướt các bạn xem. Đó, và cách thức đăng video ngắn như thế nào, có được kiếm tiền hay không, thì các bạn sẽ được biết trong video ngày hôm nay. Ok, không nói vòng vòng xàm xàm mất thời gian nữa, chúng ta hãy cùng đi thẳng vào vấn đề để tìm hiểu thôi nào. Bắt đầu thôi. Và để đăng được cái video ngắn thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Ở bước đầu tiên các bạn sẽ mở cái ứng dụng YouTube lên nè. Đó, bước tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào cái dấu cộng ở dưới nè. Các bạn sẽ nhìn thấy cái chức năng tạo một video ngắn. Nếu như máy của các bạn không nhìn thấy cái chức năng này thì có nghĩa là cái ứng dụng YouTube của các bạn nó đã quá cũ. Các bạn vào CH Play để các bạn cập nhật lên cái bản mới nhất. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào tạo một video ngắn. Nào đẹp trai dưới trời. Ok, và ở video ngắn này chúng ta có thể đăng tối đa là 60 giây. Hiện tại là các bạn đang thấy nó để số 15 nè, là chúng ta đang quay video với 15 giây. Nếu các bạn muốn quay video 60 giây thì các bạn sẽ nhấp vào số 15 này. Đó, chúng ta sẽ quay video 60 giây. Và chúng ta sẽ có 3 cách để chúng ta tạo video ngắn. Cái cách thứ nhất là các bạn sẽ quay trực tiếp luôn. Đó, các bạn chỉ cần nhấp vào cái dấu chấm đỏ này là có nghĩa chúng ta đang quay. Các bạn có thể chỉnh tốc độ nhanh chậm nè, hẹn giờ, hoặc là các bạn có thể chỉnh camera sau hoặc là camera trước. Và cái cách thứ hai là các bạn sẽ chuẩn bị sẵn một cái video, xong rồi các bạn sẽ tải lên. Đó, các bạn sẽ nhấp vào cái ô vuông ở dưới góc nè. Các bạn sẽ chọn một cái video mà mình muốn tải lên. Và các bạn cũng có thể chỉnh màu nè, các bạn thêm chữ nè, hoặc là các bạn cũng có thể thêm nhạc vào. Bấm vào đây. Đó, ở đây nó có chuẩn bị rất là nhiều bài hát, các bạn có thể nhấp vào nghe thử. Đó, có rất là nhiều bài, các bạn thích bài nào thì các bạn cứ chọn bài đó thôi. Và ví dụ như các bạn thích một cái bài hát nào đó của một cái ca sĩ nào nhưng mà trong đây nó không có, thì các bạn phải làm sao? Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách đăng video thứ ba, đó là chúng ta sẽ dùng âm thanh của người khác. Ví dụ như các bạn đang xem một cái video nào đó và các bạn thích cái âm thanh này, các bạn muốn lấy cái âm thanh này để tạo cái video riêng cho mình, thì nó rất là đơn giản. Ví dụ các bạn nghe nhạc Thế Tâm nè, các bạn thấy hay quá, các bạn muốn lấy phải không? Các bạn sẽ nhấp vào chữ tạo nè. Đó, thì nó sẽ lập tức lấy cái âm thanh liền. Ngước mắt nhìn đời, Thế Tâm. Ghê không? Và khi các bạn có âm thanh rồi thì các bạn có thể chọn quay trực tiếp, hoặc là các bạn có thể chọn một cái video khác để chúng ta ghép vào cái âm thanh này. Và nếu như các bạn muốn lấy ngay cái đoạn cao trào mà các bạn cần, thì các bạn chỉ việc nhấp vào chữ điều chỉnh nè. Các bạn chọn ngay cái điểm nào các bạn cần thôi, và các bạn nhấp vào, xong. Rất là đơn giản. Thì chúng ta sẽ đăng cái video thôi, các bạn sẽ thêm một cái tiêu đề. Rồi các bạn có thể chọn không công khai hoặc là công khai. Đó, nó cũng giống như chúng ta đăng video thôi. Đối tượng. Các bạn sẽ đánh dấu vào không. Đây không phải nội dung dành cho trẻ em. Rồi xong các bạn sẽ nhấp vào tải lên. Như vậy là chúng ta đã tải xong, nó rất là đơn giản. Khi các bạn đăng video ngắn thì nó sẽ có biểu tượng video ngắn ở dưới này nè. Đó. Còn cái video nào không có biểu tượng này, đó là video bình thường. Và người xem sẽ nhìn thấy video ngắn của chúng ta đăng ở đâu. Đó, ví dụ như khi các bạn mở ứng dụng YouTube lên nè. Và các bạn sẽ kéo xuống. Thì các bạn sẽ thấy cái phần video ngắn nó nằm ở đây. Đó. Nè, các bạn thấy nè, người ta đăng rất là nhiều video nè. Rất là nhiều lượt xem nè. 16 triệu nè. 46 triệu lượt xem nè. 60 triệu lượt xem nè. Ghê không? Thì ví dụ như người ta có đăng ký kênh của các bạn, thì khi người ta lướt xem ở đây thì nó sẽ hiển thị ra video của các bạn. Nhấp vào xem nè. Đó, người ta lướt xem giống như TikTok thôi. Nè. Lướt lên, lướt xuống. Và bây giờ cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái video ngắn này có kiếm được tiền hay không, và điều kiện để kiếm được tiền như thế nào.
thì YouTube nó sẽ có một cái quỹ trị giá 100 triệu đô la dành tặng cho những nhà sáng tạo tâm huyết với việc sản xuất các video ngắn nguyên gốc, giúp mang đến niềm vui cho cộng đồng YouTube mỗi tháng. Có nghĩa là video ngắn này chúng ta sẽ không kiếm tiền bằng cái việc quảng cáo, mà chúng ta sẽ kiếm tiền bằng cái việc YouTube nó sẽ bỏ tiền ra nó trả cho chúng ta. Đó gọi là cái quỹ nhà sáng tạo, nó giống y chang như trên TikTok thôi. Và điều kiện để chúng ta nhận được cái tiền thưởng này là kênh cần đăng tối thiểu một video ngắn đủ điều kiện trong vòng 180 ngày qua. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần đăng một cái video là chúng ta cũng đủ điều kiện để kiếm tiền. Và các kênh sẽ không đủ điều kiện nếu đăng tải video có hình mờ hoặc biểu tượng của các nền tảng mạng xã hội của bên thứ ba. Video không nguyên gốc như đoạn video chưa chỉnh sửa từ phim hoặc chương trình truyền hình. Video được tải lại từ kênh của nhà sáng tạo khác. Có nghĩa là nếu như các bạn lấy cái video của mạng xã hội khác, ví dụ như các bạn lấy video trên TikTok về các bạn đăng, thì nó dính cái logo của TikTok là các bạn sẽ không được kiếm tiền. Và các bạn tải cái video của người khác các bạn đăng cũng không được kiếm tiền luôn. Các bạn phải đăng cái video do mình tạo ra thì các bạn mới kiếm tiền được. Và hiện tại nó chỉ hỗ trợ kiếm tiền trên 15 quốc gia thôi. Đó, các bạn thấy nè, Brazil, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia, Nga, Nam Phi, Hoa Kỳ. Như vậy là ở Việt Nam chưa có hỗ trợ để kiếm tiền trên cái video ngắn. Nói chung thì để các bạn kiếm được tiền trên cái video ngắn này nó cũng rất là chua. Bởi vì chúng ta sẽ không có một cái điều kiện nào là cụ thể cả. Mỗi tháng YouTube nó sẽ tổng hợp lại cái hiệu suất của cái kênh nào đăng video ngắn tốt nhất, thì nó lựa chọn ra để nó cho tiền. Cái kiểu nó thích cho ai thì nó cho, thì nó lựa dòng họ nó cho, chứ ngu gì nó cho mình. Đó, cho nên cái việc mà chúng ta đăng cái video ngắn là nó giúp chúng ta tiếp cận thêm nhiều khán giả thôi. Ví dụ như chúng ta đăng video ngắn ra có nhiều lượt xem, thì khi các bạn đăng video bình thường ra, thì những người đã từng xem cái video ngắn của các bạn, họ sẽ nhìn thấy cái video của các bạn đăng ra. Đó, giúp chúng ta tiếp cận được nhiều khán giả hơn và kênh của chúng ta sẽ nhanh phát triển hơn. Chỉ có thế thôi, đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thầy Tầm nhé. Còn bây giờ, Thầy Tầm xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn những video tiếp theo. Xin chào.